Mấy này là xíu muội mà. Không, hoa anh đào muối. Ồ. Mấy hồi trước thấy món tàu hũ hoa anh đào này nó cũng hot lắm. Nhưng mà vì tôi hơi bị chậm trend cho nên giờ mới làm thử cái món này. Với tàu hũ lần này mình sẽ sử dụng gelatin lá ha. Chuẩn bị khoảng 600ml sữa đậu nành, cho vô đây một ít muối, sữa tươi và một ít whipping cream để tạo độ béo. Lúc này thì mình sẽ sử dụng cái tuyếp sữa ông thọ vị dâu này để cho món tàu hũ có cái màu đẹp, thêm vị ngọt béo và có mùi thoang thoảng hương dâu nữa. Sau khi cho sữa ông thọ vô thì các bạn có thể bật lửa nhỏ khuấy đều. Lấy cái phần gelatin lá đã ngâm ban nãy mình cho vô đây. Nấu đến khi gelatin nó tan hết thì các bạn múc bỏ vô khuôn ha. Ở đây thì tôi xài thử cái khuôn bánh flan. Còn lại là tôi sẽ đổ vô một cái nồi nhỏ. Để khi đông lại thì mình sẽ dùng muỗng múc giống như là các cô bán tàu phớ bên ngoài vậy đó. Thời gian để trong tủ lạnh cho tới khi tàu hũ nó đông là khoảng tầm đâu 6 đến 7 tiếng. Tới khi tàu hũ nó gần được rồi thì mình sẽ đánh một ít kem ha. Dùng 100ml whipping cream đánh với đường và sữa đặc ông thọ. Đánh tới khi hơi sệt sệt vậy là được rồi nè. Lúc này mình sẽ lấy đậu hũ ra. Đối với những cái khuôn nhỏ thì các bạn có thể ngâm một ít nước nóng ha. Khi mà đổ ra nó sẽ dễ lấy hơn. Còn không thì các bạn có thể đổ ra nồi xong rồi múc như thế này. Thật ra nó chỉ khác nhau về hình thức thôi. Tiếp theo là mình sẽ chan cái phần cream lên. Các bạn có loại chân châu nào mà có thể sử dụng loại đó ha. Ở đây thì tôi mua cái loại ngọc trai, cho thêm một chút hoa anh đào muối lên, thêm một ít lá trang trí với lại bánh ống quế vô nữa là xong. Trời ơi, khéo tay dữ vậy ta. Món này là món gì mà nhìn đề co đẹp mà cũng ngon nữa vậy? Tên món, đọc nghe đi. Tàu hũ thạch hoa anh đào, đâu ra người dễ thương như em. Trời đất ơi, mẹ chỉ không mà sớ nữa vậy. Món này là bữa trước tôi thấy trên trang của Miramil trong chương trình Món Ngon Biết Nói, nên là tôi có thử nhắn tin để lấy công thức, còn có kèm luôn thiệp bày tỏ nữa nè. Ngoài ra trên trang còn có mini game, chỉ cần nấu theo công thức của sữa ông thọ sẽ có cơ hội trúng rất là nhiều phần quà giá trị nữa. Cái đó là hoa anh đào. Mấy này là xíu muội mà. Không, hoa anh đào muối. Ồ, ngon quá rồi, cho mùi dễ sốt. Biết món này nha.